con cần hấp thụ ánh sáng mặt trời. Dê đây, sạc đây. Rồi bây giờ sẽ cắm nhá. Đặt cái mắt phải nhìn thấy này. Bạn nhìn thấy không? Chào các bạn, chào mọi người. Mình coi chưa có thời gian và điều kiện thử lâu, nhưng mà hôm nay mình có làm thêm về cái mạch, bổ sung một số cái chỉnh sửa và làm cái chạy modem 9V, tức là cái modem hiện tại đang dùng bây giờ thì gồm có loại 12V và loại 9V. Thì cũng là cái mạch hôm trước thôi, các bạn chỉ việc thay vào đấy một con 7809 thay cho cái con 7812, như vậy là xong. Và mình sẽ thay đổi một số để cho nó chạy nó tít hơn, và nếu có thời gian thì mình sẽ hứa là mình sẽ thử có thời gian lâu hơn để xem cái thời lượng pin của nó là bao nhiêu lâu vào video tiếp theo. Vào đây thì mình có cắm cái modem wifi, cái modem đây này là cái của nhà mình đang dùng, hiện tại đang dùng cái loại lớn của là LinkedIn đấy, của con Net. Bây giờ mình dùng pin 5V, lấy một cục pin tiểu nối tiếp, nhưng mà pin tiểu thì thật sự mà nói, pin tiểu á là cái loại phải là dùng cái loại tốt, thì dùng hết thì lại không sạc được, nên mình nối thử cho các bạn xem thôi và chạy bình thường. Bây giờ mình lấy tiếp cái loại pin 6V, tức là nối hai cục lại với nhau, thì mình cam đoan với các bạn ít nhất là phải được 1 tiếng nếu như pin các bạn tốt. Pin tốt thì được tiếng và tiếng rưỡi, còn pin không tốt thì mình không biết. Tức là pin tốt phải sạc đầy thì được tiếng rưỡi. Còn cái cách quấn thì như cũ. Các bạn sẽ lấy cái lõi biến áp xung của vợt muỗi, của cái vợt đập muỗi, và các bạn tháo hết ra, lấy dây 0,35 quấn vào đấy 25 vòng sơ cấp. Sau đó thì cho ra một mối và lại quấn tiếp tục cùng chiều 35 vòng hồi tiếp. Sau khi quấn được sơ cấp và hồi tiếp rồi thì các bạn bọc băng dính lại tử tế. Sau đó thì các bạn quấn cho mình 42 vòng. Cũng lấy dây 35 luôn cho nó ổn định thứ cấp, để nán ra và sơ đồ giống như trên hình. Nếu như các bạn không hiểu thì các bạn có thể xem cái video trước đó cũng wifi, mình đã làm kỹ hơn, hoặc là các bạn có thể comment ở bên dưới mình sẽ trả lời.
cho các bạn dễ hiểu hơn. Cảm ơn các bạn và mọi người rất nhiều. Rất mong các bạn, mọi người hãy đăng ký và chia sẻ video của mình lên. Cảm ơn rất nhiều.